Đầu ngày mình máy pin với có số đầu ngày mới đi sáng nha. Đây có cục pin Gmail, có cổng USB sạc điện thoại luôn nè. Cái này không có sạc nha. Mua về nó lên hai nấc đèn luôn à. Nó trên 14V, hai nấc trên 14V. Đầu tiên mình bán cái sạc mát đi. Sạc mát AutoVol nha. Với cái vỏ pin luôn. Đó, vỏ pin 14. Về cắm sạc vô thì nó không lên. Đó, sạc mát này AutoVol nha. Điện 100V đến 240V luôn, muốn cắm cái nào cũng được hết. Cái này không có dây nha anh em, sạc này không có dây nha. Đó. Xuất xứ đời mới từ mấy anh China, nó sạc từ 7.2 đến 28.8 nè. 3.9A nè, không? Đó, có ghi thông số về sau hết luôn nha. Cục này còn tem luôn, tem về sau, đợt trước mình bán không có tem về sau. Đó. Không có dây nha. Dây nó là xài cổng số 8 á. Dây nó thì rút ra vậy thôi. Đó. Còn đúng một cọng để mình test máy. Đó, dây nó nha. Đó. Thì máy với pin mình bán là máy với vỏ pin chứ. Giá 700k nha, chuyển khoản mình bao ship. Đó, đút tôi sạc cho anh em coi luôn nè. Đó, nó sẽ báo lỗi pin, pin hư rồi. Đó, đánh dấu ít luôn không? Đó, chớp đèn này nha, anh em chú ý. Cái đèn này có thể anh em tra ra được. Đó. Đánh dấu ít. Cục này đợi vỏ còn đẹp, tem rồi còn ok hết rồi. Đó. Sạc với vỏ pin bán chung về 700k nha. Đây là cục pin của Xmen. Đó, 14V, 4 viên pin trong đây, có cổng cáp USB luôn nha anh em. Để sạc điện thoại á, này mình không có sạc luôn. Về thì anh em nào có sạc rồi thì mua cục này, hoặc là có thể lên adapter xài. Ở trong đây nó rất là rộng nha, không gian rất là rộng. Đó. Lên hai đèn luôn nha. Đó, hai đèn nó còn trên 14V này. Đó. Cổng sạc điện thoại thông dụng, đút vô đây anh em muốn sạc điện thoại nào sạc. Đó, cục này mình bán giá 400k một cục nha. Đó. Đây là tới cái máy pin nữa. Cuối cùng mình có hai cái đồng hồ bán chung một cặp. Đó, máy pin 12V nè. Đó, thân máy vỏ pin nha. Vỏ niken 3.3 nè, đó. Thông số ở đây 12V. Con này là chỉnh lực điện tử nha, lực nó xài bằng mạch mạch điện tử nha. Ở đây nó có cấp cấp chỉnh lực nè. Đó. Đó. À, 3 5 7 4 6 8 nó chỉnh bằng cái kết cấu gì, cơ cấu gì trong đây nha. Trên đây là có một cái tem vàng ở thông số đây nè. Con này nặng quá nó sẽ ngắt lực. Đó, vỏ pin nè. Hai bên tem con này thì cũng còn đẹp nha. Đó, thang con này thì còn nhiều, 80-90% test máy nè. Đó. Có đèn luôn nha. Đó. Đó, thắng thảo chiều. Đó. Bấm vô sẽ báo đèn đỏ nó kêu kêu ha. Có phần cơ chỉnh lực phần gì trong đây nha nè. Đó, thì cái nắp này có thể xây được nha. Đó, đây là chỉnh xong xây rồi. Cái này mình chưa có mở ra mình nghiên cứu nữa. Đó, về nó chạy mình bán luôn. Cục pin niken này thấy mới quá nhưng mà không biết có xài được không. Rồi, máy vỏ pin con này mình bán giá 600 nha. Đó, sạc mát thì đốt vô nó chớp đèn vậy biết nè. Đó, đốt ra nha. Cuối clip là hai cái đồng hồ tích hiệu Techco. Techco. Đó, hàng thương hiệu này một cái là thấp áp, một cái là cao áp. Cái màu đỏ này là cao áp nha anh em. Đó, đường kính tròn nó bự lắm nha. Đường kính tròn nó khoảng từ 70 đến 90 á. Đó, thì con ốc này thông dụng thôi. Đó, đường kính răng thì thông dụng, anh em dặn vô đâu cũng được hết á. À, mình quay đầu tiên là cái cao áp cho anh em coi. Mới trong hộp chưa xài luôn nha, Techco. Đó, 4,5 đến 5 nè không. Đó, anh em nhìn thông số đây nha, có thể tra mã gì ra. Đó, sẽ tra, nó sẽ ra. Cái này giá mới rất là mắc tiền nha. Ừ, màu đỏ trong hộp chưa xài luôn. Cái này là cao áp nè, còn cái này thấp áp nè, gọi là thấp áp cũng hiệu Techco luôn. Bán chung một cặp cho anh em dễ xài. Đó, đầu thông dụng, nó đầu nó bằng đồng nha, hai cái này đường kính bằng nhau hết. Đó, con này màu xanh, giá một cặp này là 450, hoàn toàn mới chưa xài nha anh em. Ừ, có thương số không hiểu anh em cứ tra là sẽ ra. Techco đúng không? TK141GB. Đó. Này TA140GB nữa không? Đó, thì tra cái này nó sẽ ra cái thương hiệu của nó.
cặp này mình bán giá 450 nha. Đó. Bán cặp 450. Đó.